Mua bán xe cũ, xin chào anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh. Ngày hôm nay thì kênh mua bán xe cũ sẽ cập nhật mang đến anh chị và các bạn cùng tham khảo thông tin về chiếc xe Hyundai Santa Fe phiên bản máy dầu à, 2.2 Premium bản cao cấp nhất. Xe sản xuất là năm 2021, đã lăn bánh với quãng đường 52.000 km rồi. Với hiện trạng của chiếc xe thì nó vẫn giữ được độ đẹp và độ hoàn hảo cao, từ chất lượng sơn si đến những cái phần... À, Chi tiết của chiếc xe thì không có độ đẽo gì ở phần đầu xe cả. Với phần đầu xe thì nó sẽ nổi bật với những chi tiết mặt ca lăng, rồi là những cái phần đèn chiếu sáng có độ chiếu sáng cao giúp cho anh chị và các bạn có thể di chuyển an toàn vào buổi tối. Sẽ có trang bị những tính năng an toàn như là cam 360 cảm biến phía trước, rồi là có trang bị bộ vành hợp kim uh, thiết kế rất là độc lạ. Giàn nốt của chiếc xe thì nó vẫn còn rất là dày dặn anh chị nhé những cái chi tiết rãnh nốt rồi của chiếc xe anh chị và các bạn có thể cùng theo dõi trong quá trình em quay mà anh chị và các bạn cần xem chi tiết cụ thể hơn hãy trao đổi cùng em để em có thể gửi chi tiết cho anh chị và các bạn sẽ có trang bị cho anh chị bạn như là gương kính chỉnh điện tích hợp báo rẽ có tích hợp cam trong bộ cam 360 ở phần đuôi xe thì nó sẽ nổi bật cho anh chị và các bạn với những phần cụm đèn hậu được thiết kế đồ họa à, trông rất là ưa nhìn nối liền với nhau bằng một cái giải led Tính năng an toàn thì nó vẫn mang lại đầy đủ ở phía sau như các dòng xe khác đó là cảm biến cam đùi, gạt mưa, đèn cảnh báo. Và cái không gian cốp của chiếc xe nó sẽ có một cái tiện ích đó là cốp à, sử dụng là cốp điện. Quá trình mở cốp và nhẹ, à, đóng cốp của chiếc xe nó cũng sẽ nhẹ nhàng hơn. Sơn xi si thì của chiếc xe nó cũng có phần sơn tỉa lại rồi. Đây là những cái đồ nghề của theo xe của chiếc xe như là thảm sàn rồi là những cái chi tiết về đồ nghề kích lốp nó vẫn còn đầy đủ anh chị nhé lốp sơ cua thì nó nằm ở dưới gầm các đường đinh tán này hay là những phần keo chỉ ốc ác của chiếc xe thì anh chị và các bạn cùng cảm nhận qua với em về chiếc xe cũ đã qua sử dụng hiện trạng của nó có như nào thì trong clip em quay thể hiện rõ luôn cho anh chị và các bạn xe có trang bị ở hàng ghế thứ ba những cái phím điều chỉnh như là điều chỉnh điều hòa này cửa gió rồi là cổng sạc cổng 12V 180W ngập điện hàng ghế thứ hai để giúp cho anh chị và các bạn có thể đóng mở lên hàng ghế thứ ba một cách dễ dàng cũng như là cập phẳng để mình có thể chứa đồ tiếp tới đây thì em sẽ mời anh chị và các bạn cùng ngắm qua về không gian khoang hành khách hàng ghế thứ hai của chiếc xe để các bác có thể cảm nhận qua về chất lượng ghế ngồi với phần cánh cửa thì nó sẽ có những điểm đặc trưng đó là trang bị rèm che chắn nắng này hệ thống loa Harman Kardon này rồi là những cái chi tiết về táp ly. à, cánh cửa với những phần bọc da và những phần nhựa giả da à, những cái chi tiết được phối màu rất là hài hòa và để đánh giá về chất lượng của chiếc xe thì mình nhìn qua con ốc bản lề để mình có thể biết được cánh cửa zin hay không và mình có thể xem qua những cái thông số về kính của chiếc xe nó có liền đời hay không. Đấy anh chị và các bạn có thể là nắm bắt rõ được về chất lượng của chiếc xe. Thông thường thì uh, xe thì nó sẽ có những cái thông số kính trước, ví dụ như là đầu năm sản xuất đầu năm thì là cái thông số kính của chiếc xe nó có thể là là năm hai của trước, ví dụ là là năm 2021 như em giới thiệu. Thì nếu mà sản xuất đầu năm thì nó sẽ là um, kính nó sẽ là 2020 còn với những cái năm cuối năm thì nó sẽ thường thường nó là năm 2021 anh chị nhé không thể sang năm 2022 được nên mình kiểm tra các thông số đó mình có thể đánh giá được tổng thể chất lượng của chiếc xe sẽ có trang bị cho anh chị và các bạn cửa sổ trời toàn à, nó trang bị cho anh chị và các bạn như là cửa sổ trời toàn cảnh này có trang bị cho anh chị và các bạn các phím chức năng lên xuống kính nhớ ghế có duy trì làn đường và có hệ thống phanh cảnh báo vượt trên gương này, có trang bị là phanh khoảng cách này. À, xin lỗi chị các bạn này nó sẽ không có phanh khoảng cách, mà sang model của năm 2022 thì nó sẽ mới có phanh khoảng cách. Đấy, kiểu dáng thì là của năm 2022 nhưng tính năng option thì nó sẽ năm 2022 nó sẽ thêm tính năng đó là phanh khoảng cách, Đấy, duy, trái, duy trì làn đường, trơn trượt vô lăng thì có tích hợp, có lựa chuyển số thể thao, có màn hình hiển thị thông tin, có trang bị cho anh chị và các bạn đầy đủ các chức năng, phím chức năng của chiếc xe anh chị nhé. anh chị và các bạn có thể tham khảo qua về các phím chức năng của chiếc xe nó vẫn còn rất là rõ nét anh chị nhé. phía sau vô lăng là cụm đồng hồ hiển thị thông tin về km cũng như là các thông số của chiếc xe được thể hiện để cho anh chị và các bạn với dạng điện tử với các thông số rất là rõ ràng. Xe thì có 3 chế độ lái cho anh chị và các bạn có thể lựa à, có 4 chế độ lái cho anh chị và lựa chọn như là Comfort, Eco, Sport, Smart hay là các chế độ đường để các bác có thể lựa chọn địa hình nó phù hợp với cái nhu cầu di chuyển của anh chị và các bạn. Đây là những cái phần ở khu vực yên ngựa của chiếc xe nó có trang bị như cần số lút bấm, sấy vô lăng, làm mát ghế, sấy ghế bên lái bên phụ. Các phím chức năng của chiếc xe được bố cục thiết kế rất là gọn gàng dễ dàng sử dụng có sạc không dây rồi là có cổng kết nối usb đấy bệ tí tay và học để đồ ghế ngồi của chiếc xe thì anh chị và các bạn có thể nhìn qua giúp em hay là những phần con ốc đinh tán tem mát của chiếc xe thì vẫn còn rõ ràng đầy đủ đảm bảo cho anh chị và các bạn có thể an tâm là xe không bị đâm va không bị ngập nước mình có thể nhìn qua về phần máy móc của chiếc xe sau đây để mình có thể đánh giá tổng thể là có bị ngập nước hay không anh chị và các bạn cùng tham khảo qua các đường led của chiếc xe thì luôn rõ ràng đầy đủ cho anh chị và các bạn các chi tiết rất là rõ ràng nhá máy móc này từ những con ốc cũ bắt vèo thanh răng, mồ lối của chiếc xe để các bác có thể cùng cảm nhận qua về chất lượng chiếc xe cũ em đang giới thiệu à, với máy của chiếc xe sử dụng máy mới rồi máy smart chim turbo cho anh chị và các bạn cái khả năng vận hành của chiếc xe nó cũng rất là tuyệt vời À, với cái máy này thì hiện tại được à, Nhiều người quan tâm Về cái khả năng vận hành Với mức giá bán của chiếc xe Tại đang chào bán anh chị và các bạn là 1 tỷ 045 triệu Giá còn giảm và thương lượng cho anh chị và các bạn Đang có nhu cầu Xin cảm ơn và gặp lại anh chị và các bạn